nay muội đi vườn hái bưởi với ông ngoại nha. Wow. Cầm á, con cầm cái cuốn á. Cầm cuốn gỡ lại vậy sao? À, ngoại đi vườn với muội hái được hai trái bưởi hả muội? Dạ. Rồi đi vườn tiếp rồi, đi vườn tiếp rồi. Ngoại đi tiếp rồi.